Thì năm nay tôi thấy là có rất là nhiều tuổi tốt đấy. Nhưng mà những cái tuổi tốt nhất mà tôi lọc ra thì tôi thấy có 4 cái tuổi tốt. Những cái bác cao tuổi một tí thì là sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất là rất tốt. Ngoài ra trẻ trung hơn, khoảng U 50 là có sinh năm 70 hoặc là sinh năm 71 là tuổi Canh Tuất hoặc là tuổi Tân Hợi cũng rất tốt nhá. Ngoài ra thì anh chị em xem cái list ở trên có thể chụp màn hình đi để mà lưu giữ để mà tham khảo. Ví dụ tuổi Ất Mùi này, tuổi Mậu Tuất này cũng rất là tốt, tuổi Canh Thân rất tốt. Rồi tuổi Nhâm Tuất nữa cũng là một tuổi rất tốt. Ngoài ra ở hàng mà tuổi trẻ trung một tốt chút thì là có tuổi Mùi, tuổi Tân Mùi cũng là một trong những cái tuổi cực đẹp để mà có thể xông nhà. Tam hợp hợi mão mùi mà. Đấy thì những cái người mà hợi mão mùi cũng đều là tốt cả. Ngoài ra thì năm mão thì cái chữ mão, cái chữ tuất thì có mão hợp với tuất, thành ra tuất bao giờ cũng là một trong lựa chọn mà không kém phần tốt đẹp đúng không ạ? Sinh năm 83 này, sinh năm 88 này, sinh năm 94 này, 95, 98 hoặc là 2003 đều là những cái lựa chọn cũng không kém phần may mắn nhé. Và trong cái việc mà chọn người chọn tuổi ấy, thì tôi đặc biệt lưu ý một chút là đôi khi là liên quan đến âm dương ngũ hành, nó tốt vừa vừa, nhưng mà khi mà chọn người xông nhà thì ta phải lưu ý thêm về cái sức khỏe của người xông đất, nó cũng phải tốt lành một tí. Rồi thì tính tình sởi lời, làm ăn khấm khá, nhà không có chuyện buồn nhá. Còn tuổi thì không nên bị trực xung với cả gia chủ. Tuổi Tý thì nên tránh tuổi Ngọ, hoặc là tuổi Mão thì tránh tuổi Dậu. Và chúng ta lưu ý là trong cái quá trình mà nhờ những cái người xông nhà xông đất ấy, thì tôi thấy là như thế này. Nó không hẳn là trong cuộc sống ấy, cứ Tý với Ngọ là xung phá với nhau đâu. Đôi khi là xem kỹ tử vi ra, mặc dù là Tý với Ngọ nó xung về mặt thái tuế rồi tuế phá, nhưng mà nó có những ngôi sao ấy, khác, nó kết hợp lại, nó có thể nó hóa giải được những cái xung phá đấy. Đôi khi chỉ là những cái sự khắc khẩu nhất định thôi. Và trong cuộc sống thì chúng ta sẽ gặp được những người bạn mà chúng ta cảm thấy tâm huyết, tâm giao, và chúng ta cứ gặp cái thằng đấy mà chúng ta cảm thấy nó may mắn lắm, thì chúng ta tự mình bản thân chúng ta ngẫm chiêm nghiệm lại. Có những cái thằng bạn thân, có những cô bạn gái thân đến nhà phát là mình thấy vui lắm. Thì có thể là hàng năm mình cũng có thể mời những người đấy, nếu mà chúng ta không tìm được những cái người mà đạt tiêu chí về âm dương ngũ hành như tôi nói trên, thì những người bạn tri kỷ tâm giao đến nhà chúng ta vào nhịp đầu năm thì chính là những quý nhân của quý vị đó. Bởi vì những cái người đó mang cho quý vị và các bạn những cái cảm giác về an toàn, may mắn, rồi thì bình tâm trở lại. Mà chính những cái sự tĩnh tâm trở lại trong những ngày đầu năm ấy thì nó sẽ tạo nên những cái năng lượng tuyệt vời cho quý vị, sẽ có một năm hanh thông, may mắn, sức khỏe.